29. Tiền. Và ngọc bội được gói trong khăn tay nhét dưới gối con. Tự con nhìn cho kỹ đi. Thì ra là để dưới gối. Mẹ, cảm ơn mẹ đã tìm giùm con. Có phải bà ấy đã phát hiện gì không đây? Hữu Lương. Con đang nghĩ gì đó? Con đang nghĩ thật là tội cho Cẩm Phụng. Sau khi Minh Quy bỏ đi, cô ấy như kẻ mất hồn vậy. Mẹ thấy đó, tiền nhà Ngọc bỏ đi đâu cô ấy cũng không nhớ. Đúng vậy. Cẩm Phụng à, mẹ hiểu nỗi khổ trong lòng của con, nhưng mà con không thể vì chuyện của Minh Quy mà trút giận phúc đức được. Mẹ, con xin lỗi. Chính con đã tổn hại gia phong của Cao gia. Minh Quy đối xử với con như vậy, con không nên hận, càng không nên trách. Nhưng mà Minh Quy cứ đòi bỏ mặt con không lo. Thú thật là con. Mẹ hiểu rõ nỗi khổ của con. Hơn 20 năm qua, có ngày nào mẹ không sống như vậy đâu. Cẩm Phụng mà, không có đàn ông, bản thân mình cũng phải vượt qua. Nhớ kỹ, đừng bao giờ vì Minh Quy có lỗi với con mà lầm đường lạc lối. Con hiểu không? Sau này có chuyện gì thì mẹ con mình cùng nhau mà bàn bạc. Người đàn bà tốt không nên uống nhiều rượu. Em phản bội chồng mình, phản bội nhà chồng. Em còn đáng là người đàn bà tốt không? Ai nói em không phải đàn bà tốt? Trong thâm tâm của anh, em là người đàn bà tốt nhất trên đời này. Anh đừng dỗ ngọt em nữa. Những lời anh nói đều thật lòng. Với lại uống nhiều rượu nhiều khi sẽ làm hư chuyện của mình. Hư chuyện? Ừ. Làm hư chuyện của anh hay là làm hư chuyện của em? Em cảm thấy lúc nào anh cũng thôn tính bằng cách nào để chiếm lĩnh gia tài của nhà họ Cao mà. Còn em, chỉ là một quân cờ của anh thôi. Em còn nhận về chuyện phúc đức hay sao? Thật ra hôm đó phúc đức giống như vào phòng của mợ hai. Lúc anh ấy chuẩn bị gõ cửa, không biết anh ấy đã phát hiện những gì. Tôi thấy anh ấy tỏ ra rất hốt hoảng và bất ngờ. Lúc đó tôi cảm thấy hiếu kỳ, cho nên đã kêu anh ấy, nhưng anh ấy vội vã bỏ ra ngoài. Sau đó tôi nhìn thấy Hữu Lương thiếu gia chạy ra từ trong phòng của mợ hai. Giả lại trong nét mặt của cậu ấy rất căng thẳng. Thôi thật là ta cũng không dám tin. Chẳng lẽ Tiểu Hương nói là đúng sự thật sao? Ta phải điều tra rõ chuyện này mới được. Cẩm Phụng à, anh biết tất cả mọi chuyện em làm gì anh?
em không hề kể đến. Và anh tốn biết bao công sức, chẳng qua cũng vì tương lai của mình thôi. Cẩm Phụng à, em tin anh đi. Anh hứa sẽ cho em trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Không được, những lời mẹ nói với em tối nay, hình như bà ấy đã biết chuyện gì đó, đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta. Tối nay anh không thể lại đây, em nghỉ ngơi cho khỏe nha. Hả? Ừ. Xem bộ giờ ta đa nghi, Cẩm Phụng không có làm chuyện có lỗi với Cao gia đâu. Lẽ ra lúc này là lúc vợ chồng ân ái bên nhau, nhưng mà Cẩm Phụng lại phòng không gối chiếc. Chẳng lẽ đây cũng là số phận của các nàng dâu ở Cao gia sao? Trời đã định họ phải ở quá cả đời. Người có buồn vui hợp tan, trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết. Tại sao Cao gia chúng tôi lại có khuyết mà không có đêm trăng tròn? Bây giờ Vân Thanh đã trở về, mình có nên đồng ý cho ông ấy trở về Cao gia này hay không? Thật ra Minh Quy rất khát khao được gặp cha của nó, nhưng Minh Quy vì ta mà không chịu nhận cha, thậm chí còn vì con đàn bà quỷ như mà trở mặt ta nữa. Không thể nào, không thể nào đâu. Chắc là con Nguyễn Như đã nói xấu gì ta ngay trước mặt của Minh Quy, cho nên nó mới bỏ ta mà đi. Ta nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Nhật ký gì chứ, toàn là những lời nói xấu ta chứ gì. Không được, ta phải tiếp tục theo dõi, xem rốt cuộc nó đã dùng thủ đoạn gì để mà mê hoặc Minh Quy, ngang nhiên khiến cho nó trở mặt với ta. Tôi cảm thấy mình là người vô cùng may mắn. Chẳng những có người chồng thương yêu tôi, mà mẹ chồng còn thật lòng quan tâm tôi. Bà ấy chỉ ra điểm sai của tôi, dạy cho tôi biết rõ nên làm nàng dâu thế nào cho tốt. Tối qua nửa đêm bà ấy vô đắp mệnh cho Minh Quy, khiến tôi phải cảm thấy hổ thẹn.
tôi chưa làm tốt trách nhiệm chăm sóc chồng mình, khiến bà ấy phải lo lắng. Đây là sai lầm lớn nhất của tôi. Sau này tôi nhất định phải để tâm tới chuyện này mới được. Mẹ, mẹ có biết không, Minh Quy là người mà con thương yêu nhất. Con thấy anh ấy khó xử, thú thật con rất đau lòng. Con biết mẹ rất phản cảm vì con từng làm trong Hàm Hương Lầu, cũng vì vậy mà phản đối con và Minh Quy thành hôn. Nhưng con làm trong Hàm Hương Lầu là vì bất đắc dĩ. Lúc bấy giờ con cần tiền để chạy thuốc cho cha con và còn phải trả nợ, con không thể không làm như vậy. Con biết mẹ nghi ngờ lai lịch của cháu nội mình, nhưng mà mẹ, con rất mong được chính miệng nói với mẹ rằng đứa con đó tuyệt đối là của Minh Quy, tại vì Minh Quy là người duy nhất mà con yêu. Tuy nay con mang thai và phải lo công việc nội trợ có phần vất vả, nhưng con biết đây là ý tốt của mẹ. Mẹ muốn con được vận động nhiều hơn, tốt cho con lúc sanh con. Con có người mẹ chồng tốt như vậy, con nhất định phải cố gắng hơn để trở thành nàng dâu tốt mà mẹ mong muốn. Thật vậy sao? Có thật là Nguyễn Như đã nghĩ vậy không? Tuy con rất cố gắng, nhưng xem ra khó trở thành nàng dâu tốt mà mẹ từng mong muốn. Con thấy rất xấu hổ, không thể trở thành con dâu tốt của Cao gia, không thể làm cho mẹ vui, và khiến Minh Quy đứng giữa mẹ và vợ không biết giúp ai. Minh Quy, dì không muốn trở thành đứa con bất hiếu, dì muốn mẹ tìm lại được niềm vui. Em quyết định đi khỏi đây, cho mẹ vui lòng, cho Cẩm Phụng toại nguyện và cho anh toại nguyện. Thật không ngờ ta đối xử với Quế Như như vậy, nhưng nó hoàn toàn không trách ta, còn cho là ta làm vậy là muốn tốt cho nó. Sai rồi, sai rồi. Người làm mẹ chồng như ta đã sai quá mức rồi. Thật đáng chết, ta thật đáng chết mà. Nếu Quế Như thật sự giống như những gì nó viết trong nhật ký, vậy nó chính là nàng dâu tốt hiếm có. Nhưng ta lại làm cho hai vợ chồng nó phải chia ly. Chính ta có lỗi với nó, chính là ta đã có lỗi với nó. Bây giờ Quý Như đang ở đâu? Rốt cuộc nó đang ở đâu? Không được, nhất định ta phải tìm nó về đây. Ta phải tìm nó về đây mới được. Mẹ, mẹ không được khỏe sao? Mẹ không có sao. Tụi con cứ tự nhiên đi. Mẹ, mẹ có chuyện buồn sao? Mẹ làm gì mà có chuyện buồn chứ? Mẹ, rõ ràng trong lòng mẹ có chuyện buồn mà, chẳng qua mẹ không chịu nói ra thôi. Mẹ kêu tụi con làm sao không lo được chứ? Có phải con và Cẩm Phụ làm sai chuyện gì khiến cho mẹ không vui không? Mẹ không có sao. Nếu mà Minh Quy có được một nửa như con đây, vậy thì hai mẹ con này sẽ không lâm vào cuộc diện như ngày hôm nay. Mẹ, mẹ nhớ Minh Quy lắm có phải không? Nói qua nói lại cũng do Lâm Quỷ Như, nếu không phải ả xúi dục Minh Quy sẽ không như vậy đâu. Không thể trách nó, nó không làm như vậy. Trước kia chúng ta đã trách lầm nó rồi. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?
Tối hôm qua mẹ đọc được cuốn nhật ký của Lâm Quý Như, phát hiện ra những gì nó viết trong nhật ký so với những gì mẹ nghĩ khác nhau rất nhiều đó. Mẹ không hiểu sao Lâm Quý Như là một con dâu hiền, vậy mà mẹ lại đuổi nó đi. Mẹ cho rằng mẹ đã hiểu lầm nó. Mẹ à, vậy thật ra thì bây giờ mẹ thấy lo cho nó lắm. Nó ở bên ngoài chỉ có một mình thôi à. Mẹ, mẹ định đón Nguyễn Như về đây hay sao? Dù mẹ muốn đón nó về nhưng cũng không biết nó ở đâu. Nhưng mà chuyện của Lâm Quý Như cũng đã qua đi rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là chuyện giữa con và Minh Quy đó. Mẹ nghĩ liệu mẹ có nên đi thăm Tiểu Quệ không, cho Minh Quy biết là mẹ chấp nhận đón nhận đứa cháu đó. Không chừng nó cũng sẽ đồng ý mà chịu trở về đây. Không biết các con nghĩ sao hả? Hả? Có được không? Tất nhiên là tốt rồi. Người làm bà nội đi thăm cháu nội của mình là điều đương nhiên thôi. Không ai có thể ngăn cản chuyện đó. À, hay là vậy đi. Mẹ, mẹ mau đi thay đồ. Con nhìn Cẩm Phụng vô sàn xem có gì để mang cho nó. Sau đó dẫn mẹ đi thăm Tiểu Quệ, sáng dịp khuyên Minh Quy về nhà luôn. Hữu Lương à, vẫn là con có tính chu đáo hơn. Cẩm Phụng, con hãy mau đi chuẩn bị. Lần này mẹ sẽ cho Minh Quy hiểu rõ tâm ý của chúng ta. Hả? Dạ. Hữu Lương, vậy Cẩm Phụng à, em yên tâm đi. Có lý nào Minh Quy lại chịu nghe mẹ giải thích chứ? Hả? Theo anh nghĩ, làm vậy chỉ tăng thêm mâu thuẫn với hai mẹ con họ thôi. Quy thiệt là, tại sao lại để Tiểu Quệ ở đây một mình vậy chứ? Không may xảy ra chuyện gì thì sao đây? Tiểu Quệ, Tiểu Quệ, nội đến thăm con đây nè. Cao phu nhân. Hèn gì khó trách, Minh Quy không chịu về nhà thì ra là đang ở chung với bọn người bày chồn đám chó như các ngươi đây. Bọn người bày chồn đám chó chúng tôi vẫn không ngừng giúp đỡ Minh Quy. Nhắc đến cũng thấy lạ, xưa nay bà đều cho rằng mình cao sang, tại sao hôm nay lại đến nhà của bọn bày chồn đám chó này? Ta đến thăm Minh Quy được không? Minh Quy? Anh ấy đi làm ăn xa chưa về? Chỉ có mấy đồng thôi mà cũng nói là làm ăn nữa sao? Hả? Sao người làm mẹ như bà lại ăn nói như vậy chứ? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Như là Hữu Lương ở Cao Gia thì đó mới gọi là làm ăn được chứ. Một chuyến hàng thôi cũng đã vài chục ngàn rồi mới là làm ăn đàng hoàng. Nếu như cậu là bạn của Minh Quy thì nên khuyên nó học hỏi Hữu Lương đi. Thì ra trong mắt của bà vẫn chỉ xem trọng Hữu Lương. Tự hỏi Minh Quy là ai? Mẹ tôi đến thăm Minh Quy và Tiểu Quệ. Anh chia rẽ tình cảm với mẹ tôi và Minh Quy, anh có ý đồ gì? Tôi chia rẽ tình cảm của họ? Buồn cười. Thử hỏi người nào không chịu đón Tiểu Quệ, năm lần mới lượt đòi làm hại nó. Và ai phải buộc vợ chồng của họ ly tán, khiến Minh Quy không thể ở lại Cao Gia, người đó không phải tôi. Cậu, đủ rồi. Chu Vĩnh Tường, nếu không phải anh và Nguyễn Như cứ dây dưa mãi, liệu Nguyễn Như có bị hiểu lầm không? Cô đừng nên nhắm mắt buộc tội cho tôi. Tôi không phải là Phúc Đức bị cô hãm hại rồi sau đó không thể biện bạch được. Cẩm Phụng à, không cần nghe hắn lải nhải, mau ẵm Tiểu Quệ đi, chúng ta đi về. Dạ, không được.
Nếu các vị đến thăm Tiểu Huệ, tôi quan nghênh, nhưng mà chưa chắc Minh Quy đồng ý cho các vị mang Tiểu Huệ về nhà đâu. Đây là chuyện gia đình của Cao gia chúng tôi, chưa đến lượt người ngoài như cậu xen vào đâu. Cao gia các vị là người nhà, nhưng lại dồn Minh Quy vào đường cùng. Cao phu nhân, bác không cảm thấy người ngoài như chúng tôi có lúc còn thân hơn cả người nhà hay sao chứ? Cẩm Phụng à, qua ẩm Tiểu Huệ rồi đi về ngay. Đừng động vào. Tôi nói không cho là không cho. Anh, được. Cẩm Phụng, chúng ta đi về, xem như chưa từng tới đây. Mẹ. Minh Quy, sao mẹ lại ở đây? Còn không quan nghênh mẹ sao? Sao phải quan nghênh bà? Trừ khi bà có thể khiến cho thời gian đi ngược lại, kêu Quỷ Như xuất hiện đi. Mẹ, mời mẹ vô nhà. Mẹ có thể đến đây tất nhiên con vui rồi. Nếu mẹ không còn giận con nữa, chỉ có điều đường xá xa xôi, ai đưa hai mẹ con đến đây? Lát nữa con nhờ người đưa mẹ về nhà nghe. Mẹ mới đặt chân tới đây mà con đã đuổi mẹ về rồi sao? Ý con không phải vậy. Con, chỉ có điều con không bao giờ về nhà đâu. Đồng thời con cũng không muốn làm cho mẹ buồn. Minh Quy, tối qua mẹ đọc nhật ký của Quyển Như, cho nên hôm nay anh đừng giận hờn nữa. Anh có biết mẹ lo lắng lắm hay không? Minh Quy à, về nhà đi con. Mẹ, đâu phải con không muốn, nhưng khi con về nhà còn Quyển Như thì sao? Bây giờ con chỉ mong tìm được Quyển Như bù đắp cho cô ấy xứng đáng. Trong lòng của con chỉ có Quyển Như thôi sao? Ngoài trừ con ra, Quyển Như không còn người thân nào nữa. Rốt cuộc mẹ đã hiểu thế nào là được nuôi con lớn mà không giữ được bên cạnh mình. Cho dù con có trăm ngàn lỗi lầm đi nữa thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ không nhẫn tâm nhìn thấy con sa sút như vậy, thậm chí con liều lĩnh mạo hiểm như là Phúc Đức vậy. Phúc Đức không có, tất cả đều do Cẩm Phụng. Thôi đi đừng có nói nữa. Cẩm Phụng, trong túi của con có bao nhiêu tiền, để lại hết cho Minh Quy đi. Mẹ, như vậy là không nên đâu. Minh Quy ảnh Cao gia chúng ta ra ngoài, nhìn thấy ăn mày cũng bố thí mà, huống hồ là con trai của mình. Con cứ đưa ra hết luôn đi. Con không phải ăn mày, con không cần bố thí. Ý của mẹ không phải như vậy. Thôi đi, em đừng nói nữa. Nó muốn giữ sĩ diện thì tùy nó. Chúng ta về. Mẹ, Cao ba ba, bác không nên uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Một ông già như bác đây, sống thêm một ngày hay chết sớm một ngày thì có gì khác biệt đâu. Tất nhiên là có rồi. Cao ba ba, con rất hy vọng mỗi ngày của ba đều là một ngày vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Thấy ba ngồi uống rượu một mình, có phải ba có chuyện gì buồn không? Ba, ba sống đơn thân độc mã một mình, làm gì có chuyện buồn chứ. Cao ba ba, Cao ba ba, cảm ơn con.
Vừa rồi con lại đứng gần bá nữa rồi. Không có sao đâu Quyển Như. Bá, bá đã ra nông nỗi này, bá ước gì con lây bệnh cho bác, như vậy con không sợ cô đơn một mình, có thể tìm được nơi nương tựa. Cao bá bá, sao bá lại nói như vậy? Thật ra con đã có chồng con từ lâu lắm rồi. Con đã có chồng rồi, vậy chồng con đâu? Tại sao cậu ấy không chăm sóc con? Có phải thấy con mắc bệnh hất hủi đuổi con đi đúng không? Không phải vậy. Tại con không muốn liên lụy người nhà, cho nên mới âm thầm bỏ nhà ra đi. Đừng nhắc tới chuyện của con nữa, nhắc lại chỉ gợi cho con nhớ tới nỗi đau mà thôi. Xin lỗi con. Không sao đâu. Cao bá bá, con thấy bá ho dữ lắm, bá có đi khám bác sĩ không? Có báo cho gia đình của bá tới đón bá không? Vợ bá không đón nhận bá, con trai bá không nhìn nhận bá, họ muốn cho bá chết ngoài đường, có lý nào lại đến đón bá? Năm xưa suy cho cùng là lỗi của bá. Năm xưa ta không nên bỏ mặc họ ra đi, chắc là họ hận ta lắm. Vậy bá có nghĩ đến sẽ về nhà không? Sao lại không nghĩ tới? Lẽ ra ta nghĩ có thể xin vợ mình tha lỗi cho mình, nào ngờ vừa vào nhà nói chưa được ba câu thì vợ ta liền lên tiếng chế nhạo ta, khiến ta cảm thấy nhục nhã. Sau cùng còn đuổi ta ra khỏi nhà. Bây giờ kể cả con ruột cũng không nhìn nhận ta. Ta nghĩ chắc họ hận ta đến thấu xương. Con nghĩ đúng là họ có hận bá, nhưng mà không có thương thì làm sao có hận? Y còn nói tại vì họ thương mới sanh ra hận sao? Thật ra thương cũng có nhiều loại. Có loại tình thương là hận là oán. Có loại tình thương họ có thể cho đi mà không đòi nhận lại. Cũng có loại âm thầm gìn giữ nó, tuy xa nhau nhưng cầu mong, chỉ mong người mình thương được bình an và hạnh phúc. Như vậy đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Trước kia ta chưa từng nghĩ đến, không ngờ con có thể ngộ ra được nhiều điều. Con chỉ là nói ra những điều mà trong lòng con đang nghĩ thôi. Xảy ra chuyện như vậy, nghĩ lại cũng không thể trách ta hết. Nếu như vợ của ta không quá giỏi giang và mạnh bạo, khiến ta phải cảm thấy tự ái với người đời, thì ta đâu có chọn cách bỏ nhà ra đi. Có lẽ Cao Bá Mẫu quá giỏi giang, quá chuyên quyền. Nhưng mà Cao Bá Bá, bá có từng nghĩ tới nỗi đau khổ của người làm vợ không? Khi một cô gái gả cho người ta làm vợ, thật ra trong lòng họ không thể nào yên tâm được, hằng ngày đều sống trong cảnh lo lắng thấp thỏm. Tại vì mọi người sẽ để ý tới gia cảnh của gia đình cho cô ấy nắm giữ là thịnh vượng hay là suy bại. Nếu được thịnh vượng, có lẽ sẽ có người nói cô ấy quá giỏi giang. Không may bị suy bại, sẽ có người chê trách cô ấy không biết làm người lẹo lái gia đình. Bá nghĩ phận làm vợ có phải khó xử lắm không? Ê, tại sao trước kia ta lại không nghĩ ra? Năm xưa vợ của ta thật sự quá mạnh bạo, ta sống ở trong gia đình thậm chí không có quyền phát ngôn nữa, cho nên vô cùng sa sút. Và ngay lúc đó rất ngẫu nhiên,
ta quen được một cô hồng nhan tri kỷ. Tuy cổ cũng là gái lầu xanh nhưng rất hiền lành, dịu dàng lại chu đáo. Còn giúp ta kiếm được nhiều mối hàng lớn. Nhưng cũng chính vì như vậy, ngược lại hại cô ấy bị vợ ta đánh đập. Khiến ta ai nay và tự trách mình. Sau cùng ta bị bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Vậy bà có từng giải thích với bà ấy hay không? Tất nhiên là có rồi. Nếu như bà ấy, nếu như được một nửa dịu dàng như con thôi, như vậy đã tốt rồi. Còn thằng con trai của ta là Minh Quy. Không nhắc thì thôi. Mỹ Chi, Minh Quy, sao lại trùng hợp như vậy? Cùng họ cùng tên. Sao hả? Con quen họ à? Con không quen họ. Con không quen họ. Cả ba ba à? Hả? Nhà của ba ở đâu vậy? Cao gia ở thành Nam. Xin lỗi ba. Xin lỗi ba. Nguyễn Như, có phải con không được khỏe không? Sao một hồi thì rớt đũa, một hồi thì đổ canh? Không có gì. Con nghĩ Chắc tại con hơi mệt. Để con vô lấy dãy lau bàn. Thôi đừng. Nguyễn Như, con vô nghỉ ngơi đi, để bác dọn dẹp được rồi. Con thấy ngại lắm. Trời ơi, con vô nghỉ ngơi đi, giao cho bác được rồi. Vô đi. Đi đi mà. Dạ được. Đi. Dạ được. Hai người không được Cao gia nhìn nhận, lại gặp nhau ở đây. Có lẽ đây là ý trời cho tôi được thay Minh Quy trọn đạo hiếu. Mẹ không ngờ tánh tình của Minh Quy nó lại cứng rắn như vậy. Nó còn ngang nhiên nói nếu Hữu Lương không chịu đi khỏi đây thì nó sẽ không về Cao gia này nữa. Con nghĩ mẹ phải làm sao bây giờ? Mẹ, con biết mẹ nghĩ thế nào. Nếu đã như vậy, hay là kêu Hữu Lương tạm thời đi khỏi Cao gia, không chừng Minh Quy sẽ trở về thì sao? Như vậy không có được đâu. Hữu Lương đã là con nuôi của mẹ rồi. Bên này là con, bên kia cũng là con. Mẹ không thể hẹp hòi với Hữu Lương được. Nhưng mà mẹ hiểu mà. Con làm vậy đều là vì Minh Quy thôi. Nhưng mà Hữu Lương nó một côi cha mẹ. Từ thuở nhỏ nó sống trong Cao gia của chúng ta đã bao nhiêu năm trời. Nếu mẹ mà đuổi nó đi khỏi, Mẹ làm sao mà ăn nói với cha mẹ quá cố của nó đây? Chẳng lẽ bác Minh Quy phải ở ngoài chịu khổ sao? Mẹ không biết nữa, nên làm thế nào mới đúng đây? Mẹ, con Phùng. Mọi người không cần phải khó xử gì con. Bây giờ con đã quyết tâm rời khỏi Cao gia. Con nói gì? Kể cả con cũng đòi bỏ cả bà già này mà đi sao? Mẹ, xin mẹ hứa với con. Mẹ không đồng ý. Mẹ à, con biết mẹ rất thương con, và bản thân con cũng xem chỗ này như là nhà của mình. Con cũng xem mẹ như mẹ ruột của con vậy đó.
Cũng chính vì vậy, con càng không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ nhớ Minh Quy phải chịu cảnh xót xa. Về chuyện của Minh Quy, mẹ có thể nghĩ cách khác. Cẩm Phụng à, thay mẹ khuyên Hữu Lương đi. Hữu Lương, đứng dậy đi, anh đừng làm vậy mà. Không, mẹ, nghe con nói đi. Nếu sự ra đi của con có thể giúp gia đình được đoàn tụ, cho dù sau này con cô đơn một mình, con cũng không hối hận. Xin mẹ cho con được trọn đạo hiếu với mẹ được không? Con đứng dậy mau, đứng dậy mau lên. Không đâu, nếu như mẹ không hứa, con thề không đứng dậy. Hữu Lương, con cô đơn một mình, không nơi nương tựa. Con rời khỏi Cao gia, con đi được đâu đây chứ? Giả lại, con mà rời khỏi Cao gia, Không may mẹ có chuyện gì, Mẹ biết tìm ai mà bàn bạc đây chứ? Mẹ, con tìm được chỗ ở sẽ báo cho mẹ biết ngay. Bất cứ lúc nào mẹ cần, chỉ cần mẹ dặn dò một tiếng, con lập tức trở về với mẹ ngay thôi. Thôi được, nếu như con đã quyết là con phải ra đi thì mẹ không có giữ con nữa. Con mau đứng dậy đi, đứng dậy đi con. Mẹ, sau này con không thể bên cạnh mẹ để lo cho mẹ. Mẹ hứa với con phải giữ gìn sức khỏe. Này khí hậu đang chuyển lạnh, sớm chiều như khoác thêm áo. Mẹ, giữ gìn sức khỏe, con đi nghe mẹ. Hữu Lương, thật ra anh đang tính cái gì vậy? Không cần biết anh tính toán thế nào, chẳng phải đúng ý em sao? Anh nói vậy ý là sao? Không phải giờ đồ em xúi dục đến trời đi để Minh Quy quay về sao? Anh đã nghe thấy hết. Thú thật anh quá thất vọng, quá đau lòng. Anh làm cái gì cũng vì em, quan tâm em, nuông chiều em. Còn em thì sao? Chính anh đã nói chúng ta phải giữ khoảng cách. Chẳng lẽ anh muốn em nói với mẹ cứ để mặc Minh Quy cho anh tiếp tục ở lại đây sao? Nói như em, em đang nghĩ tới tương lai của mình hay sao? Có phải không? Đừng làm vậy, em không còn đường rút lui nữa. Cẩm Phụng à, cuối cùng em đã, anh thật là vui mừng. Em yên tâm đi, bất luận thế nào anh sẽ hết mình đền đáp ơn của em. Em yên tâm đi. Đừng nói vậy. Nói đi, tại sao anh chủ động rời khỏi Cao gia? Anh tính cách lui để tiến, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Tuy bây giờ anh đang cảm thấy có phần khó xử, nhưng dù sao anh cũng không phải theo họ Cao. Nói tới cùng thì anh cũng chỉ là người ngoài thôi. Sau cùng thì mẹ cũng bỏ anh mà chọn lấy Minh Quy. Nhưng mà nước cờ này của anh, một mặt có thể khiến mẹ hiểu lầm anh thật lòng muốn tốt cho mẹ, còn mặt khác... Mặt khác thì sao hả? Tới lúc đó em sẽ biết thôi. Mẹ, mẹ ngồi đây một mình sao? Con nhìn coi, nhà này trống trải mà vắng vẻ nữa, không có chút hơi người gì hết, không còn giống một gia đình nữa. Lát nữa con sẽ đi rước Minh Quy về. Đến lúc đó không chỉ có hơi người mà còn cả tiếng cười con nít nữa. Hy vọng Minh Quy có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của Hữu Lương mà trở về đây. Như vậy gia đình của mình có thể được đoàn tụ rồi. Mẹ cho rằng như vậy có thể đoàn tụ sao? Mẹ, con nhớ hồi nhỏ Minh Quy lén nói cho con biết
anh ấy muốn có người cha. Bây giờ cha đã trở về nhận lỗi với mẹ rồi, nếu như mẹ đồng ý. Đây đâu phải khách sạn đâu, đâu đến lượt ông ấy thích đến thì đến, thích đi thì đi. Muốn mẹ tha lỗi cho ông hả? Không thể nào đâu. Mẹ à... Thôi đi, con đừng có nói nữa. Đi đón Minh Quy về đây ngay đi. Tiểu Huệ, hôm nay là ngày đẹp trời, cho nên cha thổi một bài hát cho con nghe, con đồng ý không? Đây là bài hát mà mẹ con thích nhất. Sau này con trưởng thành, cha hứa sẽ dạy con thổi sáo, thì chúng ta có thể thổi cho mẹ nghe, con đồng ý không? Quỷ Như, em đang ở đâu vậy? Em đang ở đâu chứ? Em có biết Minh Quy đang mong chờ em trở về đoàn tụ với cha con họ. Minh Quy, Chính Tường, sao giờ này anh lại ở đây vậy? Tiểu Huệ, tôi đi thu tiền ở gần đây, tôi mua được đồ chơi này cho nên ghé ngang qua cho Tiểu Huệ chơi. Tiểu Huệ, Tiểu Huệ. Lẽ ra nó được sống sung túc hơn, bây giờ lại thay tôi chịu khổ. Tôi đúng là người cha vô dụng. Anh không nên nghĩ như vậy. Tiểu Huệ sống ở đây tuy có phần hơi thiếu thốn, nhưng nó có anh, có tất cả mọi người, có tình thương không thể mua bằng tiền. Cho đến khi anh tìm được Quỷ Như, gia đình đoàn tụ, lúc đó có thể sánh bằng ngàn vàng rồi. Nhưng mà có thật là tôi tìm được Quỷ Như không?